Đây là hộp lắp cho xe Swift đời 2018 đến 2023. Hộp này thiết kế liền một khối gỗ bọc da PU, được thiết kế theo nguyên bản cụm nhựa của xe, có trụ và ngàm ôm xung quanh cố định, lắp lên là từ tay chắc chắn luôn. Độ cao của hộp thì tương đương với gác tay hai bên cánh cửa. Nắp hộp bật đệm một lớp mút dày êm. Hộp này nắp trượt được về phía trước cho người ngồi gần vô lăng. Còn hộp để đồ sơn, tích hợp hai cổng sạc điện thoại phía trước, hai cổng sạc điện thoại phía sau, đặt tàn, vị trí để ly nước, có nút điều chỉnh. Trong hộp có đi kèm là dây cáp hai đầu USB, khi nào sạc điện thoại thì mình sẽ kết nối từ cổng của xe đến hộp, ba cổng kia cũng có. Khi bếp là tư nhựa được thiết kế riêng theo từng dòng xe, thì không phải là hộp dùng chung, xe nào lắp xe nấy, lắp lên và vừa vặn chắc chắn và đẹp luôn.